Vòng bán kết cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015 phía Bắc đã khởi tranh tại Hà Nội với sự tham dự của 26 thí sinh là các nữ doanh nhân đến từ các câu lạc bộ nữ doanh nhân khu vực phía Bắc. Đây là cuộc thi tài năng lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho các nữ doanh nhân và nữ lãnh đạo doanh nghiệp nhằm mục đích khám phá tôn vinh những tài năng nghệ thuật trong cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam. Qua đó, tôn vinh những phụ nữ hiện đại, tài năng, sáng tạo trong quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, tinh tế, tài hoa, yêu nghệ thuật. Được phát động từ ngày 30 tháng 7 năm 2015, cuộc thi đã thu hút được đông đảo thí sinh tham gia và 56 thí sinh đáp ứng tiêu chí của chương trình đã được lựa chọn vào vòng bán kết khu vực để cùng nhau tranh tài. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của thí sinh đăng ký dự thi bao gồm hát, múa, khiêu vũ thể thao, múa bụng, nhạc kịch, v.v. Hứa hẹn vòng thi bán kết khu vực sẽ vô cùng sôi nổi và hấp dẫn. Cuộc thi Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015 do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 11 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 1 năm thành lập của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 với 4 vòng thi, vòng sơ tuyển, vòng bán kết khu vực, vòng chung kết khu vực và vòng chung kết toàn quốc.